Con lại chín phương trời mười phương đất. Con lại thổ tầng thổ địa đất đai yên trạch mười phương phù hộ độ trì với con đây ba nén hương trầm. Con quỳ lại các đấng thần linh phù hộ cho con làm ăn được suôn sẻ, cô hồn dạ quý qua bên kia dùm. Lần này để coi bà làm sao. Chết với tôi thôi. Gọi con. Đâu giờ này vậy? Uống cà phê đúng không? Trời, nói đem gái gì uống cà phê là phải à. Dạ. Lời nói đầu tiên, con xin được nghiêng mình một góc 45 độ. Xin chào chú. Mãn quá ta, ở lễ phép quá. Mấy này lễ phép quá ta. Tốt á, giỏi á, vô đây ngồi. Dạ thôi, con không dám đâu. Lần đầu tiên tới chỗ lạ là má con dạy không có ngồi vậy được. Trời, có sao đâu, vô. Thôi, được rồi. Ghế này là ghế quán cà phê, chú bình thường không sao đâu, ngồi ngồi. Con vô, con vô đây là con là khách của chú rồi. Ngồi không sao, không sao. Ngồi được không chú? Ngồi được, ngồi dạ. Được hết con. À. Ê con ơi, con cái đó cái bàn, cái này cái ghế nè con. Bàn mình thấp con lộn á. Chứ bình thường nhà con lịch sự lễ phép lắm. Ừ, mày cũng được cao hơn ai đâu con. Dạ. À, chú xin phép chú để cái này lên đây. Dạ, con xin phép con để luôn. Tốt rồi. Má này dễ thương quá. Con. Dạ. Dạ. Con cái mỏ con có đang bị vấn đề gì về cơ miệng rồi không? Đang bị lỡ hả? Nóng nhưng mà nó lỡ. Lỡ miệng chứ đừng có lỡ lời nha con. Dạ chú yên tâm đi. Từ lúc con đẻ ra tới giờ má con nói lúc nào con cũng lễ phép, ngoan ngoãn. Chưa bao giờ con hỗn hào hay là vô lễ với ai. Mày nói chuyện có khi nào mày đứt hơi mày chết không? Dạ không. Mày nói chuyện mày lấy hơi lên không à? Tối thì cũng khuya rồi, không biết là tại con lỡ đường hay sao mà con đi ngang đây á. Chú biết không, thật ra con là người ở trên trung tâm. Ở trên trung tâm mà con lặn lội, con đổ đường xuống tới dưới này hả? Dạ bình thường. Trời đất ơi. Nghe chưa. Mà con lặn sớm trên dưới xa gần, nghe chưa. Có một người từ ở tên trung tâm đổ đường đi nguyên một ngày. Bây giờ 10 giờ mười mấy giờ đêm tập trung xuống nhà tôi để làm gì ngồi uống cà phê. Trời đất ơi. Dạ con gửi chú cái gì vậy con? Nước miếng của chú dằn lắm hả? Xin lỗi với con. Con uống gì? Dạ nếu mà bằng tấm lòng từ bi của mình á, chú hãy cho con xin ly nước phong tên. Trời đất ơi, tự nhiên vô quán cà phê tự nhiên xin ly nước phong tên con. Vậy nước lọc cũng được. À, nước lọc hả? Dạ không, cứ kêu gì đi, chú có nhiều loại nước lắm, nước ngọt, cà phê, nước cam, trà đường, trà tắc có hết á. Uống ra đi chú, nước lọc chú đem ra chú tặng miễn phí không sao. Cái nước đó là miễn phí hả? Nước lọc là miễn phí. Cho ba ly. Mà cái chú cần là cái những cái nước kia thì con uống cái gì? Nếu mà được á, chú thấy là tấm lòng từ bi mình đủ á thì làm cho con ly cà phê đá đi. Cà phê đá. Vậy cà phê ha. Này đảm bảo với con ngon nhất cái xứ này. Chú vô chú pha cho con nha. Chú ơi. Gì? Con đói bụng quá. Cho con cái lẩu băng chiền. Ở đây chú bây giờ là giờ này nửa đêm nữa thôi mà chú chỉ còn mì thôi. Thôi mày gói nóng lắm, ăn đảm bụng á. Cho con hai gói. Cái con này nó cũng kỳ lắm nghe, thiệt sự á, chứ không phải giỡn đâu. Chú ơi. Ơi. Mình có trứng không? Đừng con... bỏ vô. Ăn mì không, đừng bỏ trứng. Hỏi trứng như chi trời. Con. Cà phê không có đá. Uống nè, đợi. Rồi, mì tới, mời con. Xin mạn phép con gái, chú ngồi đây được không? Dạ được. Hơi hết ly rồi. Dạ. À, này chú hỏi thiệt, chú cũng tò mò á. Ờ, ý chú hỏi là nói gì? Dạ hơi chóng mặt quá. Con ăn nha. Dạ. Trời mẹ nó ói ra rồi ăn lại. Con ơi. Nói xong đi rồi con ăn. Con sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Chú hỏi đúng một câu thôi. Dạ. Sao mà con đi xuống đây giờ này á? Nói chung là chuyện cũng dài dòng đó. Nếu mà chú muốn nghe thì con kể nha.
Ở 3 giờ sáng mày kể tao nghe không? Chú Vàng ơi, con đi công việc đây, không là con về trễ nhá. Ủa, ông xã? Làm sao? Ông xã giao. Chờ chút xíu, chú xã đã giao cho người con liền. Trời ơi, con gái con hứa nói dạy, gia đình gia giáo dạy đàng hoàng mà mới gặp trai ta lần đầu tiên kêu xã. Lần đầu đó mà lần đầu. Con với ảnh là có hẹn ước từ hư vô rồi đó chú. Con, ngồi, để chú nói chuyện đi nhé. Đây. Đừng lại gần nó con, nãy giờ nó cũng hơi... Đừng lại gần nó nha, con này nãy tao nghi nó lắm, nó nói nó tên trung tâm mà tao biết trung tâm nào á. Vậy hả? Nói gì vậy? Đâu nói đâu con. Nắm tí xíu, buồn, kệ. Ủa mày? Dạ. Nửa đêm nữa hơi mày đâu? Thì con kêu con đi công việc, con kêu con bị trễ còn gì nữa. Công việc giờ này nó bắt đầu trễ rồi nè, mày về chỉ có sáng bẩn mày mới về thôi. Thì nói chung là công việc của con, tính chất công việc chú sao mà cản được. Tính chất công việc? Đi, thôi mình đi. Mày điên hả? Mày còn tô mì ói ra nhả vô mà chưa ăn hết kìa. Con thỉnh chị ở bên này. Ôi đừng có kêu bằng chị, thấy vậy thôi chứ em xin 205 á. Trời đất ơi, 205 mày sinh con đúng không? Không có, 205 trước con mua nhưng á. Thôi con xin phép chú với lại cô đi. Cô? Sao kêu mình bằng cô á? Nè nói nghe nè, kể từ giờ phút này chú cho phép mày mất dạy. Mày cứ việc đi ra khỏi nhà, mày không cần phải xin phép nữa. Dạ. Mày mai con. Con ăn à? Ừ. Dạ. Chú ơi, xin phép nghe hỏi. Mời con. Dạ. Lô. Alo, đồ má làm gì nạt với con kia? Đi làm cho người ta, làm công hay làm bà nội vậy? Tôi hẹn cô mấy giờ? Dạ. Tôi hẹn cô 11 giờ trưa mà. Đâu giờ này cô chưa tới. Cô biết là 5 giờ sáng tôi đã thức dậy, tôi sửa soạn xương, tôi đánh nền rồi tôi đợi cô không? Cô để cho tôi leo cây. Bà làm gì bà chửi con người ta dữ dội vậy? Tôi tính tôi chửi đó. Bà vừa phải mà thôi. Bà chửi con chưa vừa. Ông là chồng đó hả? Bà là cái con mẹ già mà ó đang đứng ngay cổng đúng không? Tôi đứng ngay cổng mà chưa ai đâm. Con à? Ủa? Con à? Ủa là cô hả? Dạ. Bóp dạ đi. Con à? Trời ơi, làm bà dễ dễ thương. Không sợ nghe. Cô là người trên trung tâm xuống nè hả? Dạ. Đúng rồi, trên trung tâm á. Thôi đi về bản làm đi. Dạ. Không ai được bước ra khỏi cái quán này nữa bước. Mày chưa thanh toán với tao. Thanh toán gì? Chú nói chuyện giống giang hồ quá à. Ý là anh em xã hội á hả? Thanh toán là thanh toán làm sao? Nó ăn tôi một tô mì hai vắt. Ối vô ăn ra, ối vô ăn ra. Hút một hơi hết một ly cà phê này. Thì nhiêu tiền tôi trả? 8 triệu 7. Cái gì? Trời ơi, cái 8 triệu 7 gì đây? Ôi mày điên quá. Ông ra, ông bán cà phê gì mà 8 triệu 7? Cà phê xăng hả? Trả đúng 8 triệu 7 thì bước ra khỏi đây. Không trả 8 triệu 7, mơ đi được khỏi đây. Con ơi, bữa nay ngày đầu tiên con đi làm á, con không có tiền mà cứu con. Yên tâm đi, ngày đầu tiên đi làm cũng như ngày đầu tiên đi học. Cô không để con thiệt đâu. Tao cho mày 8 triệu 7 trả tiền trong giỏ năm này. Được không? Đi về. Không được. Cái gì hoài vậy? Hồi nãy 8 triệu 7 là giá mà lúc tôi đặt cái ly xuống tôi báo. Bây giờ giá nó lên nữa rồi. Ủa? Trời đất ơi. Trời ơi, bán cà phê hay chơi cổ phiếu? Chút cái lên rồi trời. Giờ muốn sao? Bây giờ cái chủ yếu là ông muốn chằng ghê với tôi. Ông muốn quậy với tôi chứ không phải là ông mục đích gì hết. Đồ con cá voi chết sình, cuối cùng bà đã hiểu ra được vấn đề. Giờ muốn nhiêu? 10 triệu. Trời. Tao trả cho mày 10 triệu tháng luôn. Coi như coi tháng này mày xui đi. Mày lấy mày trả cho con cha già này rồi làm xong. Thôi được chưa? Hồi lúc con vô trung tâm người ta nói lương khởi điểm con có 2 triệu rưỡi. Mà bây giờ 10 triệu. Con cảm ơn cô. Ừ. Cô ơi con cảm ơn. Tôi trả nó 12 triệu. Cái gì? Vừa phải đâu nha, tôi trả nó 40 triệu. Ông có cái gì hơn tôi đâu, đấu với tôi. Chú trả mày 20 triệu, mày được phép ăn thằng cháu chú. 15 triệu thôi chú, tụi con còn phải để tiền làm đám cưới nữa.
được. Bạn sao? Tôi thua. Nhưng yên tâm đi, thua keo này bày keo khác. Đời có dây có trả, quả báo chờ cưng. Chú, cho con ký hợp đồng liền nha chú. Dạ, ký liền, ký liền. Vô chú in giấy cho mày ký liền. Dạ. Chú ơi, phòng con ở trên này, phòng chú ở chung với ông xã đây, ở chung với ông xã. Vuốt giùm nó. Rồi được rồi, tự làm được. Vui quá chú. Làm gì vậy? Nè, đàn ông thấy phụ nữ xách đồ nặng chú ơi. Mới bị quỷ cái dội gì cho đầu tao đau quá. Trời ơi, con nào mất dạy vậy? Con vừa cơ hội con đi lại đây nó ăn hiếp chú hả? Ừ, quỷ cái nào mặc nguyên bộ đầm đen nguyên một đống gì về nhà nó chọi vô đầu tao đau quá rồi. Chú chửi tôi hả? Chú chửi tôi đúng không? Ủa mày là gì tao không được chửi? Ủa nhưng mà xách phụ cái coi xách... nhiều đồ nè. Tại sao tao phải xách? Ây da. Ê mày tao nhìn mày đủ rồi nha. Mày vừa phải thôi nha. Trời sợ luôn á. Sợ đun rãi luôn á. Chú muốn đuổi thì tôi sẽ đi. Nhưng mà trước khi tôi đi á, chú phải đền hợp đồng đó. Trời ơi, mày khè ai? Mày khè cho ba vàng này. Ê mày, tao không có gì ngoài vàng nha mày. Tao nói cho mày biết, cái hợp đồng của mày không có giá trị gì với tao hết trơn. Một gốc tài sản nhà tao, một cái hợp đồng hay 100 cái hợp đồng đi nữa thì tao... Sao chú? Sao? Con đã mới đi mua sắm về mệt đúng không? Chú không sao. Trời ơi, đi mua gì không mua, tự mua nguyên cáo cả sao. Ê, không phải nha, cái này là cái độ bộ trang sức người ta, cái này là cái độ lót, cái bộ trang sức á. Không sao, mày mua gì cũng được. Mày vô kia, mày điên, mày phục rồi muốn mua gì đó mày mua. Rồi, bây giờ này mình để đâu con? Để trong phòng con hay là để trong nhà kho? Để trong xe rác. Ừ, để xe. Nè, nói giỡn thôi đừng có làm vậy nữa thấy không? Chú lớn mà chú vô tri quá. Tôi nói cho chú biết nha, chúng ta có hợp đồng hẳn hoi, tất cả mọi thứ đều được công nhận trên bản hợp đồng đó. Bây giờ mà chú lật lọng á, chú đem lên cho cộng đồng mạng chửi chú á, mấy cái vụ này là chửi sung lắm á, nó chửi mấy ngày luôn á. Chắc 10 cái cộng đồng mạng của mày cũng học. Không sao chú, không sao.
Không sao đâu con, mình vô nhà mình nghỉ ngơi đi con. Nè, đưa đây, mẹ đó. Lanh lợi quá, chú tuổi mình sốc hả? Lanh lợi, nè đưa đây. Bây giờ là shopping trực tiếp xong rồi, tới giờ con phải lên phòng con coi mấy chị đẹp của con livestream đáng họ online. Con lên con chốt đơn trên đó. Ủa là mua chưa đã hay sao? Chưa có đã cái nư con, bây giờ con lên con mua nữa. Chú đây coi quán nha, nói nghe nè. Bây giờ chú rảnh không? Rảnh pha cho con một ly cà phê sữa đá, nhiều sữa, ít đá, ít đường, ít cà phê. Nhớ không? Nhớ không? Không nhớ ngồi mình ngẫm lại cho nhớ nha. Con lên phòng đây. Ngồi bên em chút thôi, được không? Con này kiếp trước đó là nó là ông ứng bà hành con quỷ này nè, kiếp này đầu thai nè. Hồi xưa là tôi đốt chùa phá miếu gì, bây giờ tôi mới gặp con quỷ cái này. Trời đất ơi là trời, thì tức quá giờ làm sao đây? Để coi ông cầm cự được bao lâu. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tăng tăng tình tăng tình 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 tăng tăng tăng. Gì vậy? Quán hết chỗ rồi. Về. Ủa là sao? Em thấy chỗ nhiều mà chị. Không em ơi, đâu phải em không thấy là người ta không tồn tại đâu cưng. Về. Ê, cái quán sợ lắm mày. Về. Nhìn vậy. Đi lẹ không? Ê! Đâu á? Bước vô. Bước vô. Chú. Hai thằng con trai lực lưỡng vô đang hiếp một đứa con gái đúng không? Đâu có đâu chú, ăn hiếp gì đâu. Mày tới đây làm gì? Dạ, nó vuông miếng. Con rớt hả? Khách quý, mời ngon. Ôi! Chú! Chú ăn vậy? Đợi xíu nha, uống gì tôi lấy ra cho. Từ từ. Ok. Ở đây menu có nhiều món lắm. Trời ơi, từ A tới Z cái gì cũng có trơn. Mẹ nó ấy quá chú ơi, chú ơi. Chú. Ở đây bây giờ là chú. Chú ơi, cứu con, chú ơi, bé này nó. Cứu quý trong đầu mày bây giờ. Trời ra không hả? Đừng ông mình chơi kỳ vậy. Người ta đã đuổi rồi còn ghét vô uống nữa là sao? Ly. Còn chú nữa. Chú nghĩ sao vậy? Mình là quán cà phê mà. Bây giờ người ta đến đây đâu phải người ta uống là mình phục vụ người ta đâu. Mình phải tùy hạng khách đúng không? Cái hạng này là cái hạng gọi là cái hạng này gồm tôi kêu. Có tiền, em có tiền. Hàng thương gia tao tiếp mày ơi. Mời con ngồi. Bây giờ ở đây á, cái đặc sản của quán này đó là cà phê nguyên chất. Nguyên chất bắt á. Là ly nào cũng bắt đều. Nãy giờ coi như là giải trí mua vui. Dạ không chú, nãy giờ tụi con cũng giải trí cho chú vui. Chứ con thấy cà phê mà nguyên chất vậy con cũng thấy căng lắm. Mời để con qua quán đối diện ha. Mày đi ra khỏi cái quán của tao liền. Đi nè, đi mày đi nè, cầm mày đi. Không, con không đi. Con nói cho chú biết, con với chú đâu phải bình thường nữa. Bây giờ mối quan hệ của chúng ta đã khác rồi. Đi mày nói rồi. Không, đừng có dục vọng chỗ này kỳ lắm hiểu không? Không có mấy cái đó, chú đừng nghĩ nhiều hiểu không? Thật ra ý con nói đây là mối quan hệ chúng ta là có hợp đồng đàng hoàng. Và những điều khoản trong đó nếu chú vi phạm chú phải đền hợp đồng. Tao chấp nhận tán gia bại sản, tao bán hết ruộng vườn đất đai của tao. Thậm chí tao bán cái mạng tao luôn. Cái thân già này tao quyết xẻ ra 13, 17 mảnh. Tao cũng phải đuổi mày ra khỏi quán của tao con quỷ cái. Biết. Ông chứa thì tôi chứa. Tao không chứa nó thì tôi chứa chứ có gì đâu đuổi. Tôi nói rồi, ra vẽ làm màu chứ không làm được gì hết á. Mục đích chúng ta đã tội nguyện, chúng ta không cần diễn vở kịch này nữa. Thật ra
con chính là cháu ruột của dì Ngọc. Thôi, ráng đi, ráng mà lo tiền để trả nợ hợp đồng bồi thường. Còn mấy giờ dì cháu ta phải đi du chùa, vì hôm nay là rằm lớn, chúng ta phải thả cá bông tanh. Đúng rồi dì, hôm qua con vừa nghe dì mua một chục cá sấu, chúng ta về thả cá thôi dì. Nhưng dì thấy chưa đủ, dì phải mua thêm 10 ký rắn hổ mang thả ra cho có phước. Tuyệt vời đúng không dì ơi, chúng ta về thả rắn thả cá sấu đúng thôi dì. Đợi chúng tôi thả nha, rồi sẽ hoành về thả ông vô khám. Cô mẹ già, bà ráng thả luôn cá sấu nha. Nó lớn lên, nó bò lên bờ, nó nhào vô nhà bà, nó tát banh cái giò bà. Có mẹ già, có tao.